Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đổi vùng Belgorod của Nga lấy tư cách thành viên NATO khi được hỏi về khả năng nhượng bộ lãnh thổ. Pravda Ukraine hôm nay, 21 tháng 8, dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 20 tháng 8 nói. Ông sẵn sàng đổi Belgorod lấy tư cách thành viên NATO khi được hỏi về khả năng Kiev nhượng bộ lãnh thổ trong xung đột với Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó chỉ trích phát ngôn của ông Zelensky. Belgorod là vùng lãnh thổ của Nga giáp biên giới Ukraine. Từ tháng 2 năm 2022, lực lượng Ukraine thường xuyên pháo kích và sử dụng máy bay không người lái, UAV, tấn công Belgorod, gây thiệt hại về cơ sở vật chất và thương vong cho dân thường, theo nhà chức trách Nga. Tháng 3 năm 2023, quân đội Nga cáo buộc Ukraine tung một nhóm phá hoại xâm nhập vùng Belgorod, buộc Moscow triển khai lực lượng để đẩy lùi và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 70 tay súng. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra vài ngày sau khi ông Stian Jensen, chánh văn phòng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cho rằng Ukraine có thể cân nhắc từ bỏ một phần lãnh thổ để đổi lấy tư cách thành viên NATO. Quan chức NATO sau đó phải xin lỗi vì phát ngôn trên. Theo Pravda Ukraine, ông Zelensky ngày 20 tháng 8 có chuyến công du đến Đan Mạch, nơi ông nhận được cam kết từ Thủ tướng Mette Frederiksen về việc Copenhagen sẽ chuyển cho Ukraine ít nhất 19 tiêm kích F-16, bao gồm 6 chiếc dự kiến bàn giao dịp năm mới 2024. Tại cuộc họp báo chung, bà Frederiksen khẳng định Ukraine sẽ quyết định có nên tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình hay không, và khi nào các cuộc đàm phán đó diễn ra. Bình luận thêm về tình hình chiến sự, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phản đối những lời chỉ trích về chiến dịch phản công chậm chạp của Kiev. Ông nói rằng Ukraine không mạo hiểm mạng sống của hàng ngàn binh sĩ chỉ để tiến thêm 5-8 km. Ukraine từ đầu tháng 6 năm 2023 tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây vào đợt phản công ở chiến tuyến phía Nam, nhưng hứng thiệt hại nặng về nhân lực và thiết bị, bao gồm lượng lớn thiết giáp hạng nặng do phương Tây cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 31 tháng 7 công bố thống kê cho thấy quân đội Ukraine đã mất 20.824 binh sĩ, cùng 2.227 khí tải các loại trong tháng 7 năm 2023. Ông cho rằng Ukraine gần đây tìm cách tấn công các mục tiêu dân sự của Nga vì thất bại trong cuộc phản công. Trong diễn biến liên quan, RIA Novosti sáng 21 tháng 8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô Moscow đã lại vừa áp chế điện tử một UAV Ukraine bay vào khu vực. Chiếc UAV đã rơi xuống khu định cư Pokrovskoy nhưng không gây thương vong. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.